Quay trở lại với trường quay của Cà Phê Sáng. Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép được kể cho quý vị nghe một câu chuyện về một người đàn ông. Anh ấy là một người đang đi tìm kiếm và sưu tầm những đồ vật, những đồ dùng trong gia đình đã từ cách đây chục năm trước rồi ạ. Đó không chỉ là thú vui đối với anh đâu, mà đó còn là cách để anh sưu tầm cũng như là anh lắng nghe những câu chuyện được kể thông qua mỗi đồ vật. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị khán giả cùng với chúng tôi đến với căn phòng đặc biệt của anh chàng này. Xin chào quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Có những đồ vật tưởng là vô tri vô giác, nhưng qua thời gian năm tháng, nó đã trở thành những kỷ vật vô giá, bởi vì nó mang những giá trị hoài niệm không thể nào quên. Những năm 80, 90 thì lúc đó kinh tế Việt Nam rất là khó khăn, thiết bị điện tử lúc đó nó rất là khan hiếm. Mình cũng rất là may mắn là cũng có được sở hữu được một chiếc radio cassette, nhưng mà sau này thì không dùng nữa và bỏ nó đi. Thì bây giờ nó lại tự nhiên lại có một cái ký ức đi qua một con phố mà nghe được một cái đoạn nhạc rất là hay từ một cái quán cà phê, thì nó gợi cho mình cái ký ức về cái đài của mình. Và vô tình mình vào trong quán cà phê đó thì nhìn thấy cái radio cassette, và nó làm cho mình có một cảm xúc muốn tìm lại cái radio cassette của mình. Bắt đầu từ lý do đó mà cho đến nay, anh Nguyễn Xuân Thủy đã sở hữu hơn 1.400 chiếc đài cassette quý hiếm sau gần 5 năm sưu tầm. Để có được bộ sưu tập này, anh đã phải cất công săn lùng trong và ngoài nước, như tìm kiếm tại các bãi rác điện tử ở Nhật Bản, Campuchia, thậm chí trắng đêm canh phiên đấu giá trực tuyến trên eBay, Yahoo. Với anh, đó là một quá trình cực nhọc nhưng xứng đáng. Trong quá trình tìm kiếm thì mục tiêu của mình phải tìm kiếm một cái đài được sản xuất ở Việt Nam. Sau 2 năm tìm mà không thấy thì cũng may là có một bạn có một cái chia sẻ, tức là có một người gần nhà bạn ấy là kỹ sư điện tử của nhà máy Viettronic Biên Hòa có giữ lại một chiếc đài để làm kỷ niệm. Thì sau cái lần đến nhà chú kỹ sư đó thì từ chối thẳng thừng, vì đây là đồ kỷ niệm nên không bán. Mình quyết tâm mình sẽ cố gắng để mình tìm nó và sở hữu nó. Thì đi lại 5 lần từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh rồi xuống Biên Hòa cũng gần như là tỉ tê năn nỉ để mà chú ấy nhượng lại cho. Thì đến lần thứ tư thì chú ấy cũng mủi lòng, với một điều kiện: cháu không được cho, không được tặng, không được bán, và nếu mà cháu sưu tầm thì cháu giữ cho chú, khi nào chú có nhu cầu nhìn nó hoặc là chú muốn biết nó như thế nào thì cho chú biết nó đang hiện tại như thế nào. Đây giới thiệu với lại khán giả là một trong những chiếc đài phát thanh Việt Nam sản xuất, nó mang tên là Ba Đình, và đây là chiếc đài mà được lắp theo đường dây phát thanh của phường, của xã để mà bà phát những cái bản tin đến người dân. Trong đó có cái bản tin mà cực kỳ đặc biệt, đó là những cái bản tin mà thông báo máy bay đang bay về Hà Nội để thả bom. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 70 km. Hai chiếc đài giống hệt nhau, chỉ khác một chiếc đã dùng rồi, còn một chiếc thì mới nguyên trong hộp, chưa sử dụng bao giờ. Thế nhưng trị giá của chiếc dùng rồi chỉ 2 triệu đồng, còn chiếc đài trong hộp lại phải đấu giá lên đến 1.000 đô la Mỹ. Mình muốn mời biên tập viên của Cà Phê Sáng cùng mở chiếc đài này. Nó mang lại cho mình cái cảm xúc khi mà mở ra một cái đài mới. Đây thì nó xốp nó còn nguyên. Cái này là xốp đậy trên. Đây là 2 chiếc loa. Nó được đặt trên cái khuôn, cái catalog giới thiệu của cái đài. Thì cái chi tiết nó rất là mới. Đó. Nó chưa có vết tay. Nhiều người nói anh Thủy gàn dở khi trưng bày những hộp kim loại vô tri. Nhưng với anh, nghe được những âm thanh xưa sống lại trong thế giới hiện đại là điều vô giá.